Vâng, trong buổi sáng ngày chủ nhật bên em đang sắp 3 bộ karaoke chuẩn bị lên đường đi lắp đặt. Một bộ C15 về thành phố Hưng Yên. Bộ C15 của bác khách đến tận nơi, hai chú cháu trải nghiệm thực tế và đã rất là hài lòng với cặp C15 340 này. Dòng lật cây và một bộ SH1800 Pro về Hải Phòng. Về Hải Phòng đây là dòng lật cây cũng khủng, đấy bắt 30 kép đây. Cũng khủng. Và một bộ G4000 về Hải Dương. Thì trong buổi sáng ngày chủ nhật bên em đang setup test, anh em đang làm việc hết công suất để test 3 bộ đi cùng một lúc. Đó, thì đây là đây Submonter này, đây cả Submonter là bát 30 này. Và phía sau Peter Trung đây là con Sub F1500 Pro này, bát 40 để ghép với cặp C15 Pro đấy ạ. Đó, C15 Pro bát 40 rất gấu. Đây cặp G4000 bên em cũng đã sắp sẵn đây rồi để chuẩn bị là đi lắp đặt. Và ngày chủ nhật ngày hôm nay bên em chạy nóng máy luôn. Ở người chỗ này là ba bộ, tất cả những bộ đây là bộ karaoke gia đình chuyên nghiệp mà giá cực kỳ là rẻ nhất trên thị trường. Cặp máy SH1800 Pro đây, bộ này là mai sáng nay là đi Thủy Nguyên này, bộ của chú Khải này, Thủy Nguyên Hải Phòng đấy. Đó là Thủy Nguyên Hải Phòng thì có thể liên hệ với đội ngũ gì cam số để được có dịch vụ lắp đặt tại nhà nhé. Đó, cặp SH1800 Pro rất gấu. Đó là cái bát 30 cao 1m2 và C15 Pro cũng cao 1m2. Bát 40 thì là ngang 48, sâu 33. Và ngang 48 sâu 33 cao 1m2. Anh em đang đóng rất là cẩn thận đấy ạ. Đấy, mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ với đội ngũ Zcam lên số để được tư vấn nhé. Đấy, tất cả những sản phẩm đều được test cẩn thận trước khi đi lên đường lắp đặt. Hoặc là ship bưu điện thì cũng đóng rất là cẩn thận. Hàng rất là đảm bảo, yên tâm. Ở ngày hôm qua thứ bảy bên em cũng lắp rất nhiều khách hàng đã hài lòng với dịch vụ sử dụng dịch vụ của bên Zcam Minh Số. Với những khâu tư vấn, những khâu lắp đặt rồi những khâu ship bưu điện thì được đóng hàng rất là cẩn thận. Đây, ngày hôm nay buổi sáng anh em đi hết rồi, còn mấy anh em đầu não là ở nhà để tiếp khách hàng. Ngày hôm nay bên em có rất nhiều lịch khách hàng được hẹn đến tận nơi. Đó, địa chỉ bên em rất là quen thuộc rồi, 133 phố Trường Lân, Long Biên, Hà Nội. Đây cặp C15 đây, gấu lắm, cặp này thì phải nói là hàng khủng luôn, nặng khoảng 40 kg một quả, rất khủng long bạo chúa. Tất cả hàng đều phù hợp các bác nhé và bảo hành 12 tháng cho mọi sản phẩm bên Zcam Minh Số bán ra thị trường và lắp đặt cho khách hàng. Đầy đủ đẩy hết chưa? Đây, toàn bộ là hàng tập hộp các bác nhé. Đây, toàn bộ hàng tập hộp này. Đấy. Nguyên đai nguyên kiện. Thì đó bên em cũng sẽ mở ra bên em test cho các bác. Đây, con đẩy X2 này. Đấy, X2 là dòng phân khúc bình dân mà lắp cho gia đình rất là phù hợp. Và thật sự phải nói là giá cực kỳ là mềm so với công nghệ cũng như xử lý nhạc trên con đẩy X2 bản Pro. Đây, cặp G4000 đây. Đấy, bên em test xong bên em sắp sẵn riêng ra để từng bộ không lại đỡ lẫn đấy ạ. Đó, C15 Pro. Đấy là đôi 1800 nữa. Hơi bừa bộn, sáng nay là hơi bừa bộn đấy. Cái bộ này là về Thủy Nguyên Hải Phòng của chú Khải đấy. Đó, SH1800 Pro. Nguyên cặp này nó là 35 triệu rồi, đây là hàng cao cấp. Để tất cả những sản phẩm bên em đều phải dán tem thôi nhé, để phải dán tem qua quá trình kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Test sau đó là dán tem bảo hành, tất cả những cái tem bảo hành này đều là niêm phong hết ạ. Ở sản phẩm nào bên em đều dán tem để đảm bảo đây là hàng bên Zcam Minh Số đã cung cấp ra thị trường. Đây con đẩy X23 vàng gold đây của chú Khải đây. Đó, đẩy X23 màu vàng gold đây. Đó. Để ghép với con SH1800 Pro và chú lấy thêm một con súp nữa, súp F1500 và mic VK321. Đó. Tất cả sản phẩm này là rất là đạt tiêu chuẩn các bác nhé. Ở địa chỉ đây em quay ra địa chỉ, bác nào mà chưa xem được bên Zcam Minh Số thì có thể biết được cái địa chỉ của bên em đấy ạ. Ở địa chỉ rất là quen thuộc các bác nhé. Đó, tấm biển quảng cáo xanh trắng. Ok, rất là cảm ơn các bác và anh em đã tin tưởng và đặt hàng bên Zcam Minh Số và bây giờ là bên em xin phép được lên đường lắp đặt. Vâng, anh em lại chuẩn bị lên đường về Ninh Bình lắp bộ loa C15 bản Pro và những con đẩy GSX600 Pro
và vang K1360 mic VK49 thì là những cặp C15 bên em đã test cẩn thận và bây giờ đóng hàng chuẩn bị là anh em phải chia ngả ra đi các tỉnh. Bên này là bên em đang test những cặp G6000 bản Pro. Bây giờ là hơn một giờ bên em về Linh Bình đấy ạ. Cặp C12 rất gấu, cặp lập cây rất khủng, bát 40. Đây là vừa lấy về đây để test đây, cũng chuẩn bị đi tất cả ngày hôm nay đi C15 Pro ạ. Bác nào mà có nhu cầu về cặp lập cây khủng như thế này hãy liên hệ ngay cho đội ngũ Zika Minh Số nhé. Địa chỉ rất là quen thuộc của anh em trên mọi miền tổ quốc, Zika Minh Số 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội đấy ạ. Mặt tiền rất là đẹp, rộng rãi, xe cộ để thoải mái. Thì đây là cặp C15 bên em vừa bê ra đây. Đây là bộ của anh Luyện ở Kim Sơn Ninh Bình, gần nhà thờ đá. Đó, anh em đang làm việc hết công suất để phục vụ các bác anh em dịp cuối năm này có nhu cầu nghe nhạc đang tăng rất là cao. Anh Luyện anh có thể chờ bên em là khoảng tầm gần 2 tiếng sẽ về đến Kim Sơn Ninh Bình lắp đặt cho anh, bàn giao cho anh tại nhà. Cho lên luôn đi. Cặp này nặng khoảng 40kg một quả. Hơn 40kg, nặng lắm. Nghe thì thôi rồi luôn. Bát đánh uy lực mạnh mẽ, chấm hết luôn. Gọi là chấm hết nước chấm đấy ạ. Bá làng và xóm luôn. Anh em cần lo cây khủng này cứ liên hệ với đội ngũ bên em nhé. Tư vấn nhiệt tình, tận tình, chu đáo. Và nói không với hàng kém chất lượng. Hàng tất cả là sản phẩm mới, bảo hành 1 năm, đập hộp. Và cái M360 này. Mr. Thọ liên tục lên đường, chưa kịp ăn. Đồng chí ăn chưa? Chưa anh ạ. Còn chưa kịp ăn cơ, các bác và anh em thấy không ạ? Anh em rất vất vả, nhưng rất là vui. Bạn được phục vụ anh em trên mọi miền tổ quốc. Đây cặp con đẩy hai kênh GSX600 Pro đấy ạ. GSX600 Pro đẩy hai kênh. Hiện nay một cái mẫu này đang bán rất là tốt, đẩy hai kênh khủng. Rất vừa cho mọi không gian gia đình với con đẩy này. Và với mọi đại la bát 40 kéo được các anh này. Bát 40 kéo căng đét luôn. Anh Luyện anh chờ em khoảng tầm gần 2 tiếng bên đội ngũ Zika Minh Số sẽ xuống tận nơi nhé. Ok, cảm ơn anh Luyện ạ. Và bên em sẽ có video bàn giao cũng như lắp đặt tại nhà anh Luyện, các bác có thể vui lòng theo dõi.